Cô thấy cái kênh con hay đăng lên cái vụ mà của cô em bị hành hành căng ở người ở người ở người Khmer với cái em Trường á. Thì cô năm nay cô cũng lớn tuổi rồi, cô cũng bảy mấy tuổi, cô cũng không muốn tham gia cái chuyện xã hội. Yeah. Nhưng mà cô coi trên mạng, cô thấy cái này cũng bức xúc quá. Yeah. À, cô là một cộng đồng mạng, cô rất hưởng ứng với cái chương trình của tụi con quay lên là để cho những cái người mà người ta, cái lương tâm của người ta không làm đúng á, với cái người đời á, thì người ta phải tự xét xử lại người ta. Đó là một. Cái thứ hai á, là để cho cộng đồng biết những cái gì sai, cái gì đúng thì có thể góp ý thêm cho những cái người mà bị oan ức hiện bây giờ. Thì mấy con làm điều này cô rất là quan ninh. À, nói chung là cô không có làm phiền tụi con, muốn làm phiền tụi con, nhưng mà cô rất là quan ninh những cái chương trình này. À, thì bây giờ cô hồi sáng cô có gọi con một lần, tại vì cô coi chương trình cô quá bức xúc luôn. Cô thấy như vậy là bây giờ tóm lại cái câu chuyện lùm xùm của cô Ven và cậu Trường hôm nay trên mạng xã hội đó, thì bây giờ cô nghĩ là tóm lại theo cô, cái suy nghĩ của cô á, nhận xét của cô nha con, là tóm lại là cái nguồn gốc gây ra xùm hôm nay á, là từ cái con giả sư cô, cái con mà nó giả sư cô đó, cô không có dám mà nói cái lời xấu xa gì hết á với ai hết á. Nhưng mà đối với cái con mẹ này là cô nói với con, cô dám khẳng định trong lương tâm có cái giác quan, ông bà cô cho cô biết là ơn trên trời Phật cho cô biết cái linh tính của cô. Cô phán đoán cái con mẹ này nó là giả sư cô, nó đi lợi dụng nhiều hình thức để mà nó nuôi cuộc sống riêng tư của nó. Nhưng mà cái đó còn những cái rất trừu tượng, cho nên bây giờ mình không thể hiểu hết nó muốn làm những gì. Cho nên cô nói đây có nghĩa là có thể là cô là cũng một cái người coi, người mà dân ở trên cộng đồng mạng, thì cô cũng có thể nói lên được một hai tiếng, nói những cái gì mà cô cần nói, cái đúng cái lẽ phải thì có thể cô cũng nói được, đúng không con? Alo. Alo. Dạ con nghe con. À con. À giờ cô nói với con có làm phiền con cái gì không? Dạ không, con cứ nói thoải mái. Con bây giờ nghe cô. Con phải đầu trọc vlog, kinh vlog gì đó phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, thì bây giờ cô cũng nói với con mấy câu, cô không có muốn làm phiền nhiều. Thì lúc nào cô nói mà hơi quá rồi, có cái gì mà bận của con thì con cứ lên tiếng nha. Dạ không sao, cô nói thoải mái. Dạ. Cô mới hài lòng chứ giờ cô nằm. Con biết không, cô thấy á, bây giờ cái cô Ben này cũng không phải là bà con dòng họ ruột thịt gì của cô. Dạ. Mà cái cậu Trường này cô cũng chẳng biết cái người thấy ở trên đó thôi, chứ mình cũng không biết người đó là ở đâu hay là gì, thì cũng chưa biết mặt biết mày gì hết. Nhưng mà cô nói với con, ý cô muốn nói với con hôm nay á, là cô đồng tình với cái clip hồi sáng có một cái cô, cái cô cổ nhận xét kế đó là một, có một một cái người thanh niên đó, thì cũng cái kinh của con đó, ta tham gia người ta ý kiến trong cái kinh của con, thì cô mới coi hôm nay, cô coi rất nhiều, nhưng mà cô coi cô để như thế nào thôi, chứ cô thì cô không muốn tham gia gì hết vì cô lớn tuổi rồi. Nhưng mà con thấy bây giờ bữa nay cô thấy cô bức xúc quá, là cô có coi một cái clip là nó nói con nó là quỷ ma gì đó, nó xưng quỷ ma với con này kia nọ đó. Cô rất là nói thiệt với con, cô rất là cái mà cái clip đó bị gì, nó không có rõ mặt nó, cho nên cô không biết là phải cái con sư cô đó không. Cô nói đây có nghĩa là một cái con sư cô mà nó chàng cái khăn thật dài mà hơi vàng vàng, nó đi vô nhà của con Ven á. Đó, rồi nó rủ con Ven đi Ấn Độ rồi đó. Là cô nói ngay cái sư cô đó, còn những cái Phật bậc thầy sư khác là cô không có ý kiến bị gì á, là cái con sư con này nó giả sư cô, giả, nó giả. Cô dám khẳng định như vậy đó, cô dám khẳng định cô không phải là thầy bà, nhưng mà cô có cái linh tính tự trong lòng cô nhận xét riêng tự trong lòng cô thôi. Con hiểu ý cô nói không? Cho nên cô muốn nói với con là tụi con rất phải sáng suốt cái chuyện này, dạch cái mặt nó ra. Dạch cái mặt nó ra coi ai đi lên công an, nó đi lên công an hay là những người quay tuốt cái kênh vi tuốt này mà phải lên công an. Hai thằng Trường đi lên công an hay là cái con Ven này nó phải lên công an.
thì hôm qua cái có một cô vị đó lên hồng lung tốt gì mà mọi người gọi cho con á, không có giọng đó không phải là bị như con lên hồng lung tốt gì đó không biết nữa mà gọi cho con là đe dọa gia đình con và năm he con tùm lum đó, ở đầu con hỏi nhà ở đâu để mà con tới con thẩm giáo luôn. Thì cô đó không biết sao nói chuyện mày tao rồi con làm căng quá là tự tắt máy luôn, con gọi con cũng qua tới giờ gọi cả trăm cuộc không có tội tí te thôi. Con nói với con nè, theo con nhận xét á, bởi vì bây giờ con không dám nói trắng trợn được. Yeah. Theo con nhận xét, con ráng con tìm hiểu cái đó là bây giờ con không biết con nói làm sao nữa, con nói thì con phải tự hiểu đi chứ giờ con không biết nói làm sao nữa. Cô cứ nói đi cô. Cái con Ben hôm nay là nó bị một cái con thiêu cô đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Con phải suy nghĩ tới điều đó, con phải suy nghĩ tới điều đó. Con sáng suốt hơn cô mà bởi vì con còn trẻ. Yeah. Nhưng mà cô có cái linh cảm, nó là một cái người giả, nó có một cái clip là nó nhờ một cái người YouTube của người Bắc, cái người này là người miền Bắc. Dạ. Yeah. Âm người miền Bắc. Dạ. Hợp cầm với nó là cái clip đó là báo với công an luôn. Dạ. Yeah. Báo thẳng với công an là bây giờ tình trạng của ông Ven với thằng Trường vậy đó, rồi lừa đảo cộng đồng mạng để lấy tiền gì gì, rồi bây giờ tuyên bố lên là không nhận tiền nữa từ ngày mấy tháng mấy. Dạ. Yeah. Cô biết cái tên của thằng đó luôn, nhưng mà điều cô cũng là không nói, cô chỉ nói vậy thôi. Dạ. Yeah. Thì con tự biết đi. Dạ. Yeah. Nhưng mà con đừng có lên con quay YouTube con làm, đừng có làm cái chương trình này thì thôi, còn con làm cái chương trình này thì tuổi con đang làm một cái điều có nghĩa rồi. Cái kinh của cô thấy con đăng, cô theo dõi hôm nay cô biết, cho nên giờ cô mới điện cho con. Yeah. Con làm rất là đúng một cái việc nghĩa, con không có làm gì sai hết á, nhưng mà cô yêu cầu con ráng yeah. là con phải cầm cho ra, con phải theo dõi, con phải cầm cho ra chuyện bây giờ con sư cô này nó ở đâu. Yeah. Từ nguồn gốc, từ chuyện này chuyện kia xảy ra hôm nay lùm xùm rồi làm cho bận rộn những anh YouTube, cái kênh YouTube người ta cũng phải cực khổ, người ta phải có chuyện này chuyện kia tùm lum hết trơn, lộn xộn trên mạng xã hội là từ cái đó. Cô thì con nghĩ vậy nha. Yeah. Con nhận xét như thế nào thì tùy con, tại vì cái này cô có quyền nhận xét của cô đúng không cô? Dạ, coi đúng. Cô có sự tôn góp là cái người nào phải người nào quái, cô có sự nhận xét. Dạ đúng. Chứ rồi cô coi mà cô thấy chẳng cô cũng nói vậy thì cái đó là cô không làm được. Dạ. Nhưng mà con thấy bây giờ nhiều nhân vật bị nó dạ. Nó hại, nó đang hại nè. Có một lần cô nghe nói với con Ven, rủ con Ven đi Ấn Độ. Dạ. Nè, cô nói cho con nghe, nó có quyền, nó có tiền, nó muốn đi được thì nó đi là một. Cái thứ hai nó là nó muốn đi với con Ven thì bây giờ nó có tiền không, nó bao yeah. không, nó bỏ ra 40-60 triệu gì đó. Yeah. Nó mua vé rồi nó bắt hai nhà của người ta đi, hai người á. Cô nói cho con nghe thật sự ở trong lòng của con á, chứ không đi qua tới Ấn Độ nào cùng. Dạ. Yeah. Phải đi qua tới bên đó, tự trong lòng của con nè, con đang làm chuyện việc ác rồi nè đó, mà tại sao con không tự sửa chữa đi mà con dẫn người này đi qua Ấn Độ làm gì? Cô nói với con Phật là ở bao la, Phật ở trên đầu mình, Phật trong tim của mình á, mình làm không được, mình không có giữ cái chữ đức được cho Phật đó là ngự trị để mà Phật đó là ủng hộ cho mình á, chứ đừng có nói mình đi đâu. Dạ, con nếu mà cái clip mà đoạn mà ghi âm mà anh em YouTube mà đưa lên mà nói chuyện với em là đưa đi Ấn Độ á cho cô. Ừ. Thì là sợ ra nó trái chiều hơn những cái thông tin lúc trước, tại vì lúc trước á là muốn là giữ tiền chị Ven đúng không? Ừ. Thì bây giờ á rồi dẫn chị Ven đi, thứ nhất thứ hai nữa dẫn luôn chị Sáu đi là hai người một vé không? Đó đi đó một đó. Tuần là 40 triệu bên cô Nico đó. 50 triệu gì lận. Bên Nico đi hai người đó 80 triệu, hai người ta tổng cộng 100 mấy chục triệu. Tiền đâu mà có? Tôi xin hai cái thông tin nó trái chịu không? Con cho nên con mới nói với con là tụi con phải á, bây giờ tụi con đừng có thấy trước mặt nữa, mà tụi con phải đánh một vòng. Con nói con hiểu ý con nói không? Dạ. Yeah. Con chặt cái cây, bây giờ tụi con đáng đốn cái cây mà con lo con súng đốn thì chặt cái đọt không thì cái cây nó vẫn vươn lên nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ phải chặt ngay cái gốc cho con. Dạ. Yeah.
cộng đồng mạng cô thấy không, đa số người ta lên người ta ủng hộ cái chuyện thằng Trường với con Ven với những tin YouTube quay như thế nào, làm thiện như thế nào, người ta không có phản đối một cái gì. Còn cái vụ thằng Trường nói thằng Trường là lợi dụng con Ven để mà cái tiền bạc gì đó, thì cái đó sự thật là cô không có rõ không, cho nên cô không dám nói điều đó. Cô không nói tới chuyện đó để cho tụi con tụi đó, con bây giờ con cũng đặt câu hỏi với cô, cái vấn đề đó cô nói xong con đặt vấn đề cô trả lời giùm con được không? Không, bây giờ này, con cứ nghĩ đi, nếu mà Trường là lợi dụng chị Ven, nói là lợi dụng về tiền bạc đúng không? Ừ. Thì Trường làm sao biết tài khoản của chị Ven bao nhiêu tiền trong đó mà lại lợi dụng? Cô theo cô thì con nghĩ vậy nè, con nghĩ là chuyện này không bao giờ có. Dạ. Thằng Trường á, nó không có thể lương tâm nào nó đối xử với một cái người phụ nữ mà coi như cuộc đời người ta quá bi đát. Và bây giờ người ta bị hành căng nữa. Theo cô thì cô có cái dự đoán, cô có tự suy nghĩ riêng của cô nha con. Yeah. Chứ cô không có dám nói gì mà xúc phạm tới xã hội hay gì hết. Nhưng mà cô chỉ có cái hiện sự nhận xét như vậy. Là tại sao nó kéo con Ven về phía nó sớm, nó yêu đương con Ven về phía nó sớm, là hình như nó còn nhìn thấy bản chất của sư cô đó, bây giờ muốn chuẩn bị làm gì con Ven rồi. Yeah. Cho nên là nó có ý đồ là nó muốn kéo con Ven, vừa là làm, vừa là nó yêu đương với nhau. Yeah. Vừa là nó giữ con Ven ra khỏi cái vòng tay của con ác quỷ đó. Yeah. Theo cô thì cô suy nghĩ vậy thôi, mà không biết đúng cái lòng của nó không thì cái đó cô không biết. Yeah. Đó, nếu mà sự thật nó làm vậy thì nó làm một điều tốt. Như vậy là ơn trên cũng soi xét cho nó. Với một cái nữa cô nói cho con nghe mấy cái điểm này. Cái con sư cô đó, nó lợi nhà con Ven đầu tiên. Là ngoài cái bữa mà không biết ai đưa nó lại đó thì cô không thấy người quay, cô không biết. Nhưng mà con Ven á nói với nó một câu, bây giờ nó còn sân si đi tu, còn sân si gì đó. Yeah. Rồi sau đó là nó cho con Ven uống một cái chén nước gì mà đổ cái nước tương vô. Dạ, yeah. Nước biển. Ừ, rồi nó có gần mấy câu, nhưng mà cái này cô thấy trên mạng xã hội không ai chú ý tới. Nhưng mà ngược lại cô chú ý là nó nói á, có tin là mai mốt nó nói gì nghe cái đấy không? Yeah. Con nhớ cái điều này giùm cô nha. Cái này là con coi lại cái clip đó. Con coi. Nó đi vô nhà của bà ngoại, mà nó nói thì bà ngoại bà nín tin. Nó nói bà ngoại có tin mai mốt con nói gì là Ven Ven nghe lời con cái đấy không? Từ đây lên con nói gì là Ven cũng nghe lời theo con cái đấy không? Hình như cô nói từng chữ, con nói chưa đúng hết cái chữ, nhưng mà con suy nghĩ cái clip đó là đúng cái nội dung câu của cô mới nói là có. Dạ đúng rồi. Nó có nói. Cái con sư cô đó nó phát ra, nó nói bà cô hỏi con nè, người ta cộng đồng mạng người ta phản ứng là đúng, ta phản đối thì con này là đúng. Nó làm sư ăn nói nhẹ nhàng, bước đi thanh thản, chứ không phải vậy. Nói một tiếng nói ra là mô Phật, một tiếng nói ra là mô Phật, chứ không phải nó là con ác quỷ, chứ nó không á, nó không phải là con sư cô gì hết. Nhưng mà giả dạng, nó giả danh, nó giả danh để cho người đời thấy nó vậy, để nó dễ làm những cái chuyện mà u ám ở trong lòng nó, người ta không phát hiện được. Yeah. Theo con thì con nhận xét vậy thôi, chứ cô không dám kết luận gì hết. Cái đi cô nó dữ lắm á, con đi đâu cũng có dễ kỹ đâu không đó, con giờ con sợ lắm á, con đi tìm mà không biết đi gặp được hay không nữa nè, tại vì đi đâu cũng nghe nó dễ kỹ nhiều lắm. Nhưng mà con biết làm chức vụ gì mà nó đi đâu cũng có vệ sĩ. Con có thấy thực tế chưa? Con nghe đi con nói thì con cũng hơi sợ, tại vì người tu hành đi đâu cũng phải có 5-7 vệ sĩ, không biết làm gì không biết. Cô nói với con đầu con nghe luôn đó. Cô nói với con, nhưng mà con có thấy vệ sĩ chưa, hay là con chỉ nghe cái miệng con đó nói thôi? Con nghe nói thôi à. Nhưng mà cô nói cho con nghe, bây giờ con sống ở đâu? Con là đàn ông hay là con là đàn bà? Cho con đàn ông con cũng sợ chứ. Trời ơi, con đàn ông, nhưng mà cái đó là cái yếu đuối của con. Con đừng sợ, con phải bình tĩnh. Yeah. Con nghe vậy con phải nè, con nói cho con nghe rồi con suy nghĩ, con phải bình tĩnh. Con sống ở trên đời này, con không làm điều ác, thì hai bên vai gác của con có bên tả và bên hữu. Cái ông mà đứng ở trước chùa đó con thấy không? Yeah. Hai ông ở đứng ở trước chùa đó, đó là ông đó là có dựa vô con Ven đó. Cái ông mà giống như là cái mặt mày ông dần dện cái gì con không biết ông đó tên là gì. Yeah. Hai ông đó lúc nào cũng ở bên vai của mình, một ông là ghi cái đúng, một ông ghi cái sai khi mình làm. Yeah. Con không làm gì con phải sợ hết,
Và cô cũng vậy, cô nói ra là tại vì cô bức xúc quá, cô chia sẻ với con để cho cô đỡ lòng cô cái chuyện của người ta mà cô thấy đau lòng quá. Thành ra cô định cô căm hận, cô không nói ra, nhưng mà cô buồn quá, cô bức xúc quá, cô nói đại. Thì bây giờ con nói con suy nghĩ nè, con còn lực pháp hay không? Con còn sống bên cạnh lực pháp hay không? Hay là con sống bơ vơ vất vả không có ai ở xung quanh con? Con cứ nghĩ điều đó là con không sợ cái con này. Cô nói cho con nghe, nó hăm dọa là cũng một cái nó làm cho người ta sợ nó. Tại vì con người nó là con người tâm địa đang muốn lợi dụng ở trên đời này để một cái gì đó, để coi cuộc sống nó là cái gì đó con không biết. Bây giờ con thấy không, không phải cô thương hướng cái ai hết, tự cô coi liếc rồi cô nhận xét là tại sao cô nói với con cái chuyện này lùm xùm. Tóm gọn lại là cái con đó nó lấy cái, nó lấy cái cây nó khuấy ở trong cái nồi bột của người ta. Rồi cô nói là con có sự suy nghĩ coi đúng hay là sai. Cuối cùng con cứ tầm lại từng chuyện, từng chuyện, từ đầu nó như thế nào, rồi bây giờ nó như thế nào, con suy nghĩ đi. Bây giờ con nói đúng không? Cái hiện tại bây giờ mình chưa biết quay đầu vào nữa, mà lại lộ cho mấy rồi chưa biết lên tóc ghi âm lại rồi tùm lum mà ra hết trơn, đi Ấn Độ rồi Tây Tạng Tây Ninh gì đó đi tùm lum hết. Nhưng mà con thấy không, con nói cho con nghe, cái con này nè, nó càng là lộ cái hình dạng nó ra chừng nào thì người ta thấy bản chất con người thâm độc của nó và con người xấu xa của nó, ta càng nó càng lòi ra để cho cộng đồng mạng người ta nhận xét về nó, để người ta tổng kết lại thành một cái cuốn sổ. Đúng không, con nói con đúng không? Nó càng lộ ra thì bây giờ nó bực tức quá, nó muốn làm những điều gì nó làm không được, cho nên nó làm thành cái hình thức này, nó làm hình thức khác, nó làm coi như cái nào kết quả là nó sẽ làm, nó hại người được mà nó cứ hại. Như vậy là nó có phải không, có phải từ đầu người ta bắt đầu ta viết vô một trang sổ của nó rồi thì bây giờ tiếp tục nó giặt cái tội nó ra thêm, nó cứ mở cái tội nó đem nó giặt áo cho người xem lưng về cái bản chất của người nó hoài thì bắt đầu cái cuốn sổ nó càng ngày càng đầy chứ gì. Càng đầy đối với xã hội nhận xét nó chứ gì, đúng không con, đúng không? Cho nên bây giờ con không có sợ, nhưng mà con cũng phải cảnh giác, con cũng phải cảnh giác thôi, chứ con đừng có sợ quá, con sợ quá là con mất tinh thần. Là một cái thứ hai, bên cạnh con có là có công an, có luật pháp, tại vì con làm kênh YouTube này con không phải làm lậu làm gì hết á, con làm con có đăng ký đúng không? Con không có gì trả hết, mà con hiện bây giờ con làm con cũng không có gì trả hết.